Xin chào tất cả cô chú anh chị và các bạn đã quay trở lại kênh của em nha, Hà Vinh Vlog. Thì buổi sáng ngày hôm nay là thứ bảy ngày 29 tháng 6, em cũng tiếp tục có mặt tại nhà chị Hồng Loan để cập nhật một số thông tin gửi đến cho quý cô chú anh chị và các bạn yêu thương chị Loan được biết nha. Thì mới đây á cô chú, là cái anh thám tử lùn này ảnh cũng có lên một cái live stream á, là ảnh thách thức chị luật sư Tuyết Ngọc và chị Loan và chị Ni nha cô chú. Cái anh này anh nói rằng á, là sau kiện tôi nói là ngày 28 sẽ ra tòa đối mặt tôi tại tòa thành phố Hậu Giang, mà sao tôi về dưới đó chạy đi đâu mất rồi cô chú anh chị. Đó thì sau khi á mà cái anh thám tử lùn này anh lên tiếng anh nói như vậy á cô chú anh chị, là chị luật sư rất là bức xúc luôn, cho nên á là cũng lên tiếng chia sẻ một cái bài viết á, là nói thẳng mặt là cái anh thám tử lùn này luôn nha cô chú. Thì cái bài viết với cái nội dung là như sau, em cũng xin phép là được đọc để gửi đến cho tất cả cô chú anh chị và các bạn yêu thương chị Loan được nghe nha. Vừa xong việc tại tòa án nhân dân tỉnh Cà Mau, xem điện thoại thấy quá nhiều tin nhắn cuộc gọi nhỡ, quá nhiều thông tin gây hoang mang cho mọi người, nghĩ cũng lạ nên luật sư quyết định trả lời công khai một lần cho cô chú bác anh chị đang yêu thương quan tâm về câu chuyện của Võ Thị Hồng Loan và Na Ni Nguyễn về chuyến công tác tại thành phố Vị Thanh, Hậu Giang ngày hôm qua. Bởi vì có một vài cá nhân đang cố tình dẫn dắt loan truyền thông tin sai sự thật khiến cộng đồng mạng quan tâm lo lắng, thậm chí họ còn dẫn dắt dư luận suy diễn tiêu cực theo hướng luật sư Hồng Loan Ni dẫn các YouTube xuống Vị Thanh, Hậu Giang đi làm việc với cơ quan chức năng. Với tư cách là luật sư bảo vệ quyền lợi và lợi ích hợp pháp cho Võ Thị Hồng Loan, tôi có trách nhiệm giải thích một lần cho rõ, gửi đến quý cô chú bác anh chị đang yêu thương quan tâm theo dõi câu chuyện của Võ Thị Hồng Loan, con gái cố nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh. Luật sư mong mọi người đừng nghe những thông tin dẫn dắt sai sự thật những cá nhân, vì họ có thể và hoặc đang là những đối tượng bị xác minh điều tra những phát ngôn sai sự thật. Đó cô chú, thì vừa rồi á là chị luật sư cũng lên tiếng chia sẻ một cái bài viết á, là đính chính lại, chứ không có thể nào mà đỡ cho cái anh thám tử lùn này hiện tại bây giờ cô chú, là cứ anh lên anh dẫn dắt cộng đồng mạng rồi anh nói sai là cái chiều hướng nha cô chú. Thì cái ngày 28 tháng 6 là ngày hôm qua cô chú anh chị, phải nói rằng là chị Ni cùng với chị luật sư Tuyết Ngọc và chị Hồng Loan là cũng đã là về rồi, chứ đâu có ở dưới thành phố Hậu Giang đâu cô chú. Mà sau khi mà chị Loan về đến nhà là bắt đầu cái anh thám tử lùn này anh lại tiếp tục anh lên livestream, anh thách thức, anh nói kiện gì được tôi mà kiện. Nhưng mà anh đâu có biết rằng cô chú anh chị, vào cái buổi chiều ngày 27 tháng 6 đó cô chú, là chị luật sư Tuyết Ngọc cùng với chị Loan và chị Ni là cũng đã làm việc với cơ quan ở dưới thành phố Hậu Giang nha cô chú. Thì làm việc xong á là chính thức là bên cơ quan chức năng ở dưới thành phố Hậu Giang cũng đã là đóng con dấu vào cái tờ kiện á cô chú, để gửi cho chị Loan một tờ và bên phía cái anh lùng kia một tờ nha cô chú anh chị, rồi bên cơ quan chức năng là giữ lại một tờ đó. Nhưng mà bên cơ quan chức năng đó chưa có kịp gửi cái lá đơn của chị Hồng Loan là kiện cái anh thám tử lùn này, thì cái anh thám tử lùn này anh cứ nghĩ rằng cô chú là sẽ không làm được gì cái anh thám tử lùn này. Nhưng mà thật chắc mà nói là chị Hồng Loan ngày hôm qua là cũng đã là chia sẻ cái lá đơn kiện đó lên rồi cô chú, là nói thẳng là cái tên của cái anh thám tử lùn này luôn. Thì sắp tới đây á là sẽ diễn ra cái phiên tòa là chính thức là kiện cái anh thám tử lùn này với cái tội danh đó cô chú, là xúc phạm con gái của cố nghệ sĩ và chị Ni và cố nghệ sĩ nha cô chú. Đến nỗi á mà anh Hải là một người hiền và một người ít nói, thì anh Hải chỉ tập trung vào livestream rồi bán những cái mặt hàng của anh Hải là đang ở bên cái shop buôn buôn nha cô chú. Thì anh Hải là cũng đang là bán mặt hàng giày da nịt độ cô chú, mà nghĩ sao ảnh cũng chụp cái hình ảnh của anh Hải á, anh đăng lên cái kênh YouTube của ảnh rồi anh xúc phạm cô chú, cho nên là chị Loan cùng với chị Ni rất là tức giận luôn, là mới gửi cái đơn kiện đến cái anh thám tử lùn này. Mà hiện tại bây giờ mà anh cũng chưa biết cô chú. Đó, ngày hôm qua là chị Loan cũng có chia sẻ cái lá đơn đó lên cái trang Facebook
chính thống của chị Loan nha cô chú, là vào cái lúc sắp tới là lúc nào thì em không biết nha cô chú, nhưng mà cũng đã là bên cơ quan chức năng thành phố ở dưới Hậu Giang đó cô chú cũng chấp nhận cái đơn kiện của chị Hồng Loan rồi, chứ nó không phải là như cái lời nói của cái anh thám tử lùng này hiện tại bây giờ là cứ lên dẫn dắt cộng đồng mạng rồi thách thức chị Hồng Loan và chị Hồng Ni và chị luật sư Tuyết Ngọc nha cô chú. Phải nói rằng là sắp tới đây cô chú là cái anh thám tử lùng này sẽ là đối mặt với chị Loan và chị Ni với chị luật sư Tuyết Ngọc ở ngoài tòa, chứ đâu có thể nào mà đỡ cho cái anh thám tử lùng này lên dẫn dắt dư luận rồi chửi quá chị Hồng Loan, kêu chị Hồng Loan là một đứa con nuôi không hợp lệ, rồi một đứa con không đủ tư cách đỡ vào trong cái căn nhà số 5 Đoàn Thị Điểm này ở cô chú. Rồi anh cũng nói rằng là anh sẽ làm cho chị Hồng Loan bị thế này bị thế kia để cho là mẹ con của cô cháu gái này sẽ về lại cái căn nhà số 5 Đoàn Thị Điểm ở cô chú đó. Chị Loan là con gái của cố nghệ sĩ thì chị Loan được quyền là về căn nhà số 5 Đoàn Thị Điểm này ở thôi cô chú, chứ đâu phải là như cái anh thám tử lùng này với lại là cái anh đạo diễn hết thời hiện tại bây giờ là quay xe bắt đầu đứng về bên phía cô cháu gái là xí nhục chị Hồng Loan và chị Hồng Ni rất là nhiều luôn đó. Đến nỗi mà cái anh thám tử lùng á, anh kêu anh đi tìm cha tìm mẹ chị Hồng Loan cô chú, cha mẹ chị Hồng Loan ở đâu mà tìm cô chú vậy? Chị Loan chỉ biết cha mình là cố nghệ sĩ thôi cô chú, chứ còn ngoài ra là chị Hồng Loan cũng lên tiếng nói rồi, không có biết cha mẹ mình là ai hết, chỉ có cố nghệ sĩ là cha của chị Hồng Loan thôi. Cho nên á là những cái gì của cố nghệ sĩ hồi lúc còn sống gây dựng được cái cô chú là giờ là chị Loan được thừa hưởng nha cô chú chị, chứ không có thể nào mà đỡ cái cô cháu gái bá dơ này á mà nó vào nó ở nhờ rồi nó muốn chiếm đoạt luôn, cái đó là không đúng nha cô chú. Thì hiện tại bây giờ phải nói rằng á là tất cả cộng đồng mạng trong nước và ngoài nước cũng thấy cái câu chuyện tranh chấp tài sản giữa gia đình cố nghệ sĩ và cái cô cháu gái khác họ nó rất là vô lý luôn cô chú đó. Thì hồi tối là em cũng có làm một chú khán giả cũng ở ngoài miền Trung á cô chú, cũng điện vào nói hỏi thăm em thì nói rằng á là sao chú thấy cái câu chuyện này nó rất là vô lý luôn, nó rất là nịch cười luôn á cô chú. Chú nói rằng á trên đời này á là chỉ có một mình mẹ con của cô cháu gái này thôi, chứ ngoài ra không có người thứ hai cô chú. Rồi chú còn nói rằng á nếu mà gặp ở vơ đó chắc bà con sớm làng dắt tay tới đánh đó cô chú, tại vì mình ở nhờ mà, ở nhờ thì sau khi mà cố nghệ sĩ mất xong rồi mình dời đi chứ đỡ cho con gái về ở cho cô chú, chứ lẽ bây giờ mình vào mình ở nhờ ở kế nhà người ta một thời gian xong cái người ta mắc cái mình lợi dụng mình muốn chiếm đoạt luôn cái căn nhà đó rồi cái tài sản luôn thì đâu có được cô chú anh chị. Mà cái anh vừa rồi á ngày hôm qua cô chú, cái anh đạo diễn hết thời anh lại anh lên anh ngông cuồng anh phát ngôn bừa bãi trên cái video của anh ta cô chú, anh nói rằng á là cháu gái cháu ruột và em ruột thì được quyền thừa kế cô chú. Ủa thừa kế cái gì? Chị Hồng Loan là người con gái là mới được quyền cho cô chú. Nếu mà cái anh này nói như vậy là chắc có lẽ là sau này á là cái anh đạo diễn này anh mất đi á cô chú đó, thì chắc anh cho cháu hết rồi con hay vợ của cái anh đạo diễn này chắc ra đường ở hết đó cô chú. Chứ tại vì á cháu á anh cũng đây anh cũng đang nói về chị Hồng Loan và cái đứa cháu gái khác họ cô chú. Chị Hồng Loan là con gái của cố nghệ sĩ mà cái ông này ông nói rằng chị Hồng Loan không đủ tư cách ở căn nhà này cô cháu gái mới ở, thì chắc là sau này là ổng cũng cho cháu ông ở cho con ổng cũng không có đủ tư cách cô chú đó. Thì buổi sáng ngày hôm nay là em cũng xin phép là được chia sẻ cái video này để gửi đến cho tất cả cô chú anh chị và các bạn yêu thương chị Loan được biết. Thì hiện tại bây giờ là chị luật sư Tuyết Ngọc cũng có chia sẻ một cái bài viết là đối thẳng mặt là cái anh thám tử lùng nha cô chú, chứ đâu có thể nào mà đỡ là cái anh này là cứ lên dẫn dắt cộng đồng mạng rồi nói sai là chiều hướng hết nha cô chú đó. Thì em cũng xin phép được kết thúc video tại đây, hẹn gặp lại cô chú chị và các bạn trong video sau nha. Dạ em chào cô chú nha.